Công ty điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào quý bà con kính mến nhé. Nè, hôm nay là xin giới thiệu cho bà con cái mẫu cái đồng hồ Tua Láp. Bà con thấy không? Gọi là một chức năng. Đây. Cái Moje nè, DZ1C nha bà con. Của Taiwan. Bà con thấy không? Mẫu này bên em cung cấp là hiện bây giờ là giá 500 ngàn nha bà con. Đó. Cái này nó có thêm một cái bộ dây nữa. Cái bộ dây mắt với một cục 500. Để em lấy cho bà con xem nhé. Đây là cái bộ dây đây. Bộ dây này là có mắt. À, là kết nối nè. Khi bà con phải không? Đây nó có cục 500 bà con thấy không? Khi cục 500 này bà con dán vô cái bánh chớn máy hay là cái vu ly á là khi mà cái bánh chớn hay cái vu ly nó quay một vòng vậy nè, vòng tròn vậy nè là cái con mắt này nó sẽ đếm một vòng nó báo lên cái đầu hình này cho bà con. Đó. Nó báo lên cái đầu này. Đó. Khi bà con mà quay phải không? Tới đây nè. Là con mắt này nó sẽ cháy cái đèn đỏ sau lưng nè. Khi mà bà con gắn cái con mắt này á, nó phải cặp với cái cục 500 này nè. Là cái độ xa nó không có xa, ví dụ cái bánh chớn là nó như thế này đây, nó quay như thế này đây, bà con phải gắn con mắt nó gần lại vậy nè. Đó, đặng cho khi mà cái cục 500 này nè. Nè, cục 500 này nè, nó quay tới gì nè, nó quay tới đây là nó cái mắt nó sẽ nhận được tín hiệu từ 500 này nó phát ra. Là sẽ báo một vòng. Bà con thấy không? Yeah. Đó, ví dụ như vậy nè. Đó. Đó. Còn cái cách mà bà con dán cái cục 500 là như thế nào mà vô cái bánh chớn hay là cái pu ly cho nó dính á thì bà con á lấy cái cây đinh hay gì đó bà con đóng vô bánh chớn hay cái pu ly một lỗ nhỏ xíu thôi ha. Rồi bà con lấy cái nhiễu cái 502 vô cái lỗ đó, bà con lấy miếng vải mịn á bà con dán vô. Rồi bà con đổ cái keo 502 lên, bà con lấy cái cục 500 này bà con dán lên. Là nó không bao giờ nó vụt chứ. Hay là miếng bông gòn cũng được nữa. Để thôi bà con chạy không bao lâu là cục 500 này bắt đầu nó xuất ra nó mắc. Còn cái cục đầu từ này nó cũng dễ hư nè. Bà con phải cẩn thận á. Nếu như không nó đứt ngang đây nè. Đứt ngang đây thì cứ như là vụt cái đầu này. Bà con phải mua cái đầu mới. Đó, cái đầu từ này cũng phải bảo quản cẩn thận. Đó, bà con thấy không? Cái này có con tắt mở nè bà con. Khi bà con ghim ngồi điện nguồn 12 vô là nó sẽ báo cái đèn ở đây nè. Đó. Rất là tiện lợi luôn đó bà con. Ví dụ như bà con chạy một tiếng đồng hồ là nó báo lên 1.000 tua, mà bữa nay bà con chạy tiếng đồng hồ mà có 500 tua là bà con thấy có vấn đề rồi. Không mà biển nước nó chảy á bà con không có xác định được là nó chảy cái độ cái mức độ đi của mình như thế nào á thì mình có thể nhìn vào đồng hồ tua này nè. Mấy thường mấy người cào nó quan trọng cái này dữ lắm. Đồng hồ Tua Láp nè bà con. Các bà con thấy không? Bên đây có là một đuôi hai kim. Hai kim này là bà con gắn nguồn nha. Cái đuôi hai kim là bên đây. Bên này là bà con gắn nguồn 12 V. Này là 13.8 vậy đó. Còn bên đây thì bà con gắn cái lỗ này, bà con gắn cái mắt nè. Gắn vô. Bà con sử dụng mắt này. Sử dụng 500 này thôi. Vậy là cái đồng hồ này mình đã được sử dụng rồi đó bà con thấy không? Rất là tiện lợi luôn. Em đang bán rất là nhiều rồi, khi cái giá nó giá thành nó cũng hợp lý nè bà con. Em bán 500 ngàn. Thôi rồi cái video đến đây thôi. Xin chào bà con nha. Bà con nhớ đăng ký kênh nha. Rồi nhấn vô cái chuông nha bà con. Bà con có mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0948 909941 nha bà con. Em ship mọi miền Tổ quốc cho bà con luôn. Nó bao đổi trả trong vòng 1 tháng. Nếu như bà con xài mà nó còn mới còn đẹp nha bà con. Đừng có bị chạy chùa nha. Bà con có thể kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Nha bà con. Rồi xin chào bà con. Hẹn bà con gặp lại.